Dạ Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh với gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Thì sáng giờ thực sự thì bà con đến nhà Khánh đây rất là đông luôn bà cô bác ơi. Thì bây giờ cũng là trưa rồi, 1 giờ rồi, 1 giờ trưa rồi, cũng có một người anh ở trên Sài Gòn. Sài Gòn anh đi công việc, anh nói anh đi anh ghé ngang đây cũng chưa có điện thoại trước luôn. Thì giờ Khánh cũng không biết nói gì hơn luôn, bây giờ sẽ ghi hình và trao đổi tiếp theo để gửi những hình ảnh cho khán giả trên kênh của Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn được biết luôn. Thì sau đây thì Khánh cũng mời bà cô bác là xem những hình ảnh tiếp theo. Vậy sau đó thì Khánh cũng mong sao bà cô bác là thương yêu Khánh, thương yêu gia đình, xem ủng hộ giúp cho hai anh em luôn. Vậy giờ gia đình ở nhà thì cũng cố gắng hết khả năng giúp được tới đâu thì giúp thôi bà cô bác ơi. Rồi sau bây giờ Khánh mời bà cô bác là xem những hình ảnh tiếp theo nha. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ anh có thể giới thiệu cụ thể về mình để cho khán giả trên kênh của em được biết được không anh? Tên Thành. Dạ anh là ở thành phố mà ở đâu anh? Ở Sài Gòn á, ở ngay ở Bầu Bao Tân Thắng em. Dạ ở Bầu Bao Tân Thắng, ở Gion á, Sài Gòn. Anh vậy ở Bình Tân. Tân Phú. Tân Phú, à đúng rồi Tân Phú. Hồi nãy là anh có việc đi, dạ anh chạy ngang hả? Đi công chuyện này đi ngang ghé em luôn. Dạ vậy anh vì cơ duyên nào mà anh biết tới em? Tao coi YouTube á, thấy em thấy em với em đồ chạy cho má em đồ chỗ á. Dạ vậy là anh cũng coi kênh Khánh Nguyễn với kênh Phong Nguyễn là biết hai anh em và biết gia đình của em. Anh xem lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Lúc mà mới nay cũng 5 6 tháng gì đó. Dạ. Vậy là cũng 5 6 tháng là giai đoạn đó cũng đi phát gạo rồi đó. Dạ vậy anh là sao mà anh ghé vô tụi em, chắc vô cũng mấy thuốc Cái hả thuốc, cái thuốc chứ, lại tại vì nó thuốc nó đau nhức người á, nhanh như em bị đau nhức nửa người dạ đó. anh bị nhức nửa người hả, mà anh phải bị thần kinh tọa không? Thì ba đi khám này nó thần kinh tọa, Dạ đi châm cứu này kia nọ thì nó bớt bớt rồi chứ đâu có được hết. dạ đúng rồi anh. Rồi hai đứa con nè, ra thưa bác nè con. Ở sau Hai đi con nè, ra thưa bác nè, ngoan nè, ra đứng thưa bác nè con, đứng lên ra đây nè, hai đứa mặc đồ xanh nữa kìa. Chào con. Rồi chào ông bà cô bác luôn nè. Trời ơi mặc quần nhíu nhíu nữa chứ. Đây chào đi con, chào ông bà cô bác nè con. Rồi con chúc ông bà cô bác sao. Dạ đây nè, quay qua nè, kẹt tay đó con. Để sao con nói rõ ra coi nè, quay qua nè, để cho trong trong mát con sao. Trời ơi thôi ra con, thôi bà hai đứa con đi vô trong học bài đi. Rồi có anh qua mua nước uống nè, chai xì tin, bé này cứ uống xì tin. Bữa nay con không có học hả? À con có học thêm gì không? Ừ. Nói mẹ nó bán xì tin cho, đừng ấy con, hai đứa đừng có mở cửa ra con. Rồi em ngồi trò chuyện với anh. Tự nhiên em. Dạ. Thì nắng quá nắng, chói mắt hay sợ. Dạ. Rồi sáng anh đi giờ sáng giờ hả? Anh đi lúc 10 giờ. Dạ. Đi công chuyện xong xé qua đây luôn. Dạ. Vậy bây giờ chắc anh ấy thuốc về ngâm thôi hả? Lấy thuốc về ngâm. Dạ. Em có gì cho anh luôn, lấy cái mình lấy cái gì bổ trước đỡ không em? Uống đỡ giờ hết là sáng giờ bà con lên là em phát hết luôn rồi. Dạ. Vậy như là ở nhà là mua một phần giùm giúp cho bà con về là sau bà con ngâm á. Ừ. Giờ sáng giờ bà con cũng tới kiểu mà nặng quá rồi cũng chia chia cho bà con cái rượu ngâm sẵn á. Thật sự thì em nói giờ là hết rồi. Chứ có thì em cũng gửi cho anh xíu để anh uống. Đây mình ngâm 1 tháng. Dạ đúng rồi, ngâm 1 tháng mình uống anh. Vậy hồi cho anh lấy cái đó về anh ngâm đi. Dạ anh lấy 1 phần ha. À. Giờ chắc còn được cạn kiệt, chắc
một phần đó là để em sau em gửi đi qua Mỹ á. Chứ hồi nãy em nói anh là hết rồi đó, mà bây giờ cái phần để qua Mỹ thì có gì trước chiều nay em về trên mẹ chảnh á, lên chảnh thì kiếm tiếp. Tại vì thường thường á bà con phải điện thoại trước để ở nhà mới tìm á anh, chứ mình không có buôn bán, mình chỉ dạy như mình mua dùm, dạy như mình mua và mình phơi á, mình phơi nó vừa tới thôi. Chứ mà mình mua mấy cái tiệm thuốc bắc á là người ta làm sẵn á, người ta sấy á. Có nhiều bà con nói sấy cái đó nó không còn chất nên anh về anh ngâm nó không có tác dụng. Nên là ở nhà thôi cố gắng giúp cho bà con tới đâu hay tới đó thôi. Dạ. Em lấy ra đây, sẵn lấy ra đây luôn đi, rồi vừa trò chuyện và vừa giới thiệu với ảnh luôn em. Thôi cái chai của ba đó con. Ừ, chai của ba hai con không uống nha. Con uống. Uống cái gì mà uống. Ba, ơi con uống chi. Dạ nè, qua đây. Tôi nói đen không luôn. Con uống cà phê mà bỏ vậy xong rồi không đen sao được. Anh là được mấy cháu rồi? Anh hai đứa. Chắc lớn hết hả anh? Đứa lớn, ba đứa tất cả, đứa lớn thì nó có gia đình rồi. Rồi thì nó gia đình luôn rồi, vậy là anh. Năm mươi mấy rồi. Dạ. Vậy là đó anh cũng lập gia đình sớm lắm nè. Lúc đó coi 16 tuổi. Dạ, 16 tuổi lập gia đình. Ở quê 16 tuổi ở Sa Đéc. Ra đây nè con, hai đứa qua 16 đây. 16 tuổi là lập gia đình. Dạ. Đi ra đây nè, qua đây. Đây có cháu nội rồi. Cháu nội luôn rồi. Có cháu nội rồi. Trời ơi. Anh năm mấy tuổi có cháu nội luôn rồi. 16 tuổi lấy vợ. Dạ. Đây là anh một phần rồi. Này nghệ chắc anh chịu khó anh về anh bào á. Rồi. Anh về anh bào anh rồi. Phơi nha. Ừ. Chứ giờ ở nhà hết khả năng rồi. Ừ. Không sể. Đó là bông ngò gai. Này bông ngò gai nè anh. Ừ. Còn này là ngũ chảo. Ừ. Thơm. Còn ở dưới đây là thuốc cú ở dưới đây. Cái này mình sao cho em ha? Dạ chưa anh về anh sao nha. Ok. Chứ giờ thật sự cũng không có thời gian luôn. Ừ. Này là nhà mua về xong rồi phơi nè, anh thấy phơi vừa tới nè. Nên là nó còn mềm mềm á. Ừ. Chứ mà mình mua ở tiệm thuốc á, mình bóp vô là nó bể nát hết à. Rồi đáng xong. Còn này là nghệ, thì nghệ anh về anh bào ra rồi anh sắc lát anh phơi giùm em. Ok. Phơi xong anh sao. Cái này anh sao thôi, không cần chủ thổ, còn cái này là anh chủ thổ. Ừ. Anh sao chủ thổ. Không anh trộn chung bốn cái này lại. Cái này là anh đừng có đụng gì hết nha. Rồi. Cái này là đương quy anh đừng có đụng gì hết. Đơn quy. Anh trộn chung vô hết. Anh nhớ anh mua thêm đường phèn, ba lạng đường phèn. Ừ. Dạ. Ba lạng đường phèn xong mình bỏ vô ngâm 5 lít rượu nếp. Ừ. Anh có ấy rượu nếp luôn không? Thì nếp có em. Dạ rượu nếp cũng có. Lấy giùm anh. Vậy anh lấy rượu nếp luôn rồi về anh ấy là anh ngâm. Ok. Anh ngâm trong hũ sành đi. Hũ sành. Dạ hũ sành. Sành nó tốt hơn. Đúng rồi, sành nó tốt hơn, tại vì mình ngâm ở nhà để mình uống lâu quá. Ừ. Ở nhà mẹ em để tới 4-5 tháng luôn á. 4-5 tháng mình uống, càng để lâu nó càng ra chất á anh. Cái này mà có đất để mình chôn với còn ngon tốt nữa. Không, cái này mình chủ thổ mình đâu có cần đâu. Lúc mà mình sao á là mình hạ thổ. Chắc anh cũng có xem anh biết rồi phải không? Biết. Vậy là anh cũng coi kỹ lắm. Coi rồi, bao nhiêu lạng có hết rồi. Dạ, anh coi kỹ lắm nên anh thấy nói chuyện là anh rành, anh biết hết rồi. Lấy ảnh 5 lít rượu luôn á em ơi. Hết luôn rồi. Em sao để em gửi đi á. Thuốc em sao em gửi đi, em phải sao cho khô. Đúng rồi, em không sao. Không khô bị móc. Đúng rồi. Coi như là sao hoàn chỉnh hết á, xong rồi em hút chân không nữa. Tại ở nhà em có bán khô á. Có bán khô em cũng có mua cái máy hút. Mua máy hút rồi sẵn là bà con ấy em hút luôn. Hút bà về. Bà con ấy em hút luôn. Hút chân không. Hút chân không. Ý bà con ấy em hút luôn. Không, ý là em hút chân không á, em ấy em hút lại cho em gửi đi. Nhưng mà ở chỗ dịch vụ là họ cũng có hút. Họ hút họ dán. Bây giờ chỗ gửi đồ nó có mà. Dạ. Tại vì hổm em gửi chỗ nó quen á, xong rồi em xin họ một mớ giấy để dán vô á. Là em lấy em dán vô luôn. Này là anh ngâm 5 lít là 1 tháng anh uống nha. Đừng uống sớm, anh uống sớm nó chưa ra chất. Có thấy em để. Dạ. Trên 30 ngày. Dạ đúng rồi. Thấy anh bị lâu chưa?
Anh bị lâu lắm rồi. Lâu mà chắc anh bị chắc cũng hơi nhẹ nên chắc đi thấy đi khỏe mà. Đâu, nặng đó. Nặng hả? Thấy anh đi mà thấy còn chắc quá. Có nhiều bà con đi vô đây mà phải kè luôn á. Kẹp nách hai người anh kẹp nách. Cũng nó có lúc thì nặng, có lúc thì tự nhiên, có lúc anh bị đi bằng hai cái ghế luôn. À dạ. Ừ. Sủi mày mệt. Dạ. Thôi vậy anh ráng lấy cái này uống. Cái này là chị được good nè. Good không chị hết đâu. Cái này là chị chuyên là nhức mỏi rồi gai cột sống. Thối quá. Phải có ai có được bài thuốc good đỡ quá. Good thì em không biết, cái này là chị thần kinh tọa anh. Bữa anh nhớ đây có một người nào ở đây quen em mà nói là có bài thuốc trị bệnh gì á. Bệnh gì anh? Ừ. Cái anh gì bữa anh thấy có nằm đây nè. Anh nói chị gì hả? Ờ à, có bài thuốc, anh nói có chị gì kêu có gì đó anh. À ung thư lưỡi. Ung thư lưỡi phải không? Đúng rồi. À. Dạ, anh nói có ai mà bị ung thư lưỡi mà dạng như là sức được á. Ừ. Đừng có dạng mà cái chỗ nào mà sức không được thì không hết, còn mà sức được là hết. Ừ. Ung thư lưỡi đúng rồi anh. À. Ở dưới Bến Tre á. Bến Tre. Ông dạ. Ở dưới hả? Em có địa chỉ không, nữa cho anh cái địa chỉ không? Dạ, ấy em cho số điện thoại thôi chứ à, em. Dạ, tại vì anh chỉ cho người khác, nhiều người ta có cần chỉ người ta. Dạ người ta. Dạ. À. Bị ung thư lưỡi. Còn đây cũng như là anh lấy này anh về anh uống. Xong dạ. Xuôi như thế nào anh sẽ quảng bá thêm cho người ta để dạ. Giúp thêm cho nhiều người. Dạ ừ. Anh cứ ấy cho bà con nào tìm được tự tìm được ngâm thì không sao, còn ừ. Mà nếu mà không tìm được khó khăn thì điện thoại em trước. Tại anh biết để lại đi cái đường đi xuống nhà em nó hơi bị ấy. Giờ anh nãy đi anh cũng kiểm nghiệm được rồi. Có gì anh cũng chỉ người ta đường. Thấy dễ mà. Anh mà đi xuống là dễ. Anh đi theo GPS anh theo, anh dòm. Dạ. Nhưng mà nhiều người ta thì không hiểu, lớn tuổi ta không biết. Dạ. Thì anh cũng sẽ có cái cách để chỉ người ta đến. Dạ. Không, chẳng hạn như mình đi qua đây mình gặp cái bên cái khu công nghiệp gì, cái trường gì mà lao động gì đó của Bến Lức á. À trường kiểu mà trường nghề á. Trường nghề, chạy dạ. Đây chút xíu. Dạ. Phải không? Quẹo vô. Hoặc là tới ngay ngã tư Long Kim, ngã tư Long Kim nãy ngay ngã tư cổng chào Bến Lức á, à, chạy xuống chút xíu, có con lương chỗ mà thoát con lương qua anh vòng ngược lại, dạ, để chỉ cho người ta, nhiều người ta cũng bị mình phải cái gì chỉ được cái gì mình giúp gì giúp, tại vì hôm nay cũng nhiều bà con á cũng nhờ em gửi mà nói gửi không sể, thôi xuống đây đi mình gặp thực tế đi, có gì mình trao đổi á, cũng thấy thương lắm anh, nhiều bà con á lớn tuổi á xem xong thấy mừng á. Điện thoại mà mấy người con trong nhà dạng như đâu có lo đi làm, đâu có biết đâu. Vậy dạng như là nói làm ông bà lên coi tầm bậy tầm bạ cản. Vậy nói là bây giờ điện thoại tới em nói hả? Thì chị anh chị cứ không ấy cứ lên xem đi, xem mà thấy mà thuyết phục thì giúp cho ba thì mẹ. Mình cứ thử này đâu có gì đâu, ba cái thuốc mà dạ. Nó cũng đâu hại gì đâu, nó y dược mà. Thì được thì mình tiếp tục, không được thì thôi. Dạ. Cái này thật sự thì phước chủ mai thầy. Đúng rồi. Nhưng mà cái này, cái bài thuốc này là 95% là bà con uống hết anh. Cái này là hôm nay là em người nào mà xuống á, xong rồi điện thoại lại đừng người ta đánh giá kiểu mày đó. Tại vì thật sự nhà đâu có buôn bán đâu. Thì đăng lên rồi bà con tự tìm ngâm thôi. Thì giúp gì được cứ giúp. Dạ. Em không biết nói gì hơn thì cũng chúc anh á, về uống thuốc là hạp thuốc. Về mau khỏi bệnh. Chỉ cầu mong vậy thôi chứ ở nhà cũng không biết nói gì bây giờ, giúp thì phơi thì làm coi như là sạch sẽ ngon lành hết rồi, bà con chỉ về chịu khó là sao cái nữa là ngâm thôi. Giờ anh thấy bữa em đi mua thuốc mua đồ nữa mà. Dạ. Em đi tới Bến Tre em mua nữa mà. Đợt em với thằng em đi Bến Tre đi mua cái gì, cái thuốc cú gì đó. À không, đợt đi mua đi ở Cần Giuộc. Cần Giuộc. Thuốc cú là Cần Giuộc. Đúng rồi. Từ ra tụi em chạy xuống vườn dưới mua, tại vì nó hết, nó trên em là hết rồi, chạy xuống Cần Giuộc dưới á. Đợt đó là vừa đi quay hoàn cảnh xong rồi cái ghé Cần Giuộc kiếm thuốc cú. Hổm là mới chạy xuống Bến Tre mua bông ngòi gai mà ở dưới đó người ta bán kiểu mà bông nó non á anh. Về nhà cái mình phơi á, mình phơi cái để nó bông non quá cái nó bị mốc. Mình phải lấy bông già mới được. Nên là bây giờ cái số lượng có hạn á, bà con nào mà phải điện thoại trước. Cái phần của anh hồi nãy là em tính là để dành để sau để gửi đi á, thấy anh thấy vậy thôi em gửi rồi cái gì để lên mẹ kiếm cái khác. Cũng mong cảm ơn em. Dạ. Em giờ anh xem rồi anh thấy thực tế trên đó đi ở ngoài anh thấy làm sao. Thì nó cũng vậy thôi. Tụi em quay làm sao ở không có dàn dựng hay không có gì hết á, quay à. Trên đó ở ngoài làm sao quay làm vậy vậy? Em cho thấy cho anh thêm cái bịch không, định cột xe nó sợ nó dạ, dạ. Nó vớt.
Dạ, vậy để lấy thêm cái bịch nó để anh máng em ơi, máng cái bình rượu á. Thấy anh vậy mà có cháu nội rồi nữa, khỏe rồi. Em con lớn hết rồi. Đứa em 28, đứa 22, dạ. Kia ba mấy? Em 39 tuổi mà giờ hai đứa nhỏ đó đó. Nãy giờ vợ lo xong rồi chưa chào. Còn lu bu ở trong kia nữa. Sáng giờ lo cầm máy quay xong mà uống chưa hết chai nước luôn. Sáng cái cô cũng ở Sài Gòn xuống à. Ngồi có nói chuyện, cô chú là thôi bây giờ lo đi về đi cho nó vô nó ăn. Mà nói xong vừa đi vô xong cái ra cái tới nữa cho tới hoài luôn. Có gì anh về anh xem rồi ủng hộ cho em nha. Rồi lúc nào cũng ủng hộ mà. Rồi cảm ơn các em nhiều. Dạ hai thôi chồng mà. Dạ. Rồi chúc em cứ phát triển như cái này, giúp được bao nhiêu cho bá tánh thì giúp. Dạ. À, mình làm gì được giúp đời giúp được. Dạ. Ở nhà cũng cố gắng thì bây giờ bỏ thì không được. Dạ như cũng ráng cố gắng rồi đem về phơi rồi để hỗ trợ cho bà con. Dạ. Anh bây giờ anh về hả? Anh về. Thôi vậy, để anh về để okay. Nắng nồi quá. Rồi cảm ơn các em nhiều nha. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ Khánh nãy rồi cũng ghi hình trò chuyện với anh đây rồi. Anh cũng đi về trên Tân Phú mà cô bác ơi. Rồi thôi bây giờ Khánh cũng biết nói gì hơn là cũng kính chúc toàn thể khán giả trên kênh của Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn được luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn luôn. Giờ qua đó em cũng chúc anh với gia đình luôn khỏe mạnh, bình an luôn nha. Rồi, dạ, rồi em chào anh. Dạ. Rồi Khánh khép cái phần video tại đây luôn. Anh kiên trì anh uống cái này hầu như là em thấy là bà con mà bị mà là lâu nhất á, lâu nhất là 2 tháng. Còn mà hạp là uống trong vòng có 7 ngày tới 10 ngày là giảm coi như là 70-80% luôn á. Rồi cái anh kia đâu rồi? Đi vòng vòng nó coi. Ảnh hồi nãy có một người anh nữa, hai anh em đi mà ảnh ngại ghi hình, ảnh đi vòng vòng rồi. Dạ anh chạy xe nổi không? Nổi. Dạ. Bây giờ ảnh đi về đây ba cô bác ơi. Em yên tâm. Dạ. Rồi làm xuống cho địa chỉ khi nào ông dẫn ghé anh chơi. Dạ dạ. Dạ có gì có dịp em lên trên anh. Dạ rồi anh về nha. Rồi. Rồi. Rồi ảnh đi về ông bà cô bác ơi. Thôi bây giờ Khánh khép video luôn nha ông bà cô bác.